着得好，着得唔好，分分钟连份工都会冇。着得太好，你老细又会嫌你人工高。高度赞扬嘅应该系我工作态度。迟到早退，吞破秘鲁嚟报大数。素来有为，一代天骄，还看今朝。我话最好就去 wave party， 欢乐今宵。好想生活快乐，不需担心失去工作。哎，体卡，搞等，想谂问你，哇，哇，女孩体，rốt cuộc tôi phát hiện cô bị mất dây rồi, chưa bao giờ nhìn thấy tô mì nào có nhiều thịt như vậy, thịt sườn, trứng chiên, thịt gà, rau cải mấy loại. Ngân à, chỉ cần luộc mì chay được rồi, cần gì phải làm đến nỗi đổ mồ hôi vậy chứ? Bà là bà của con mà, con phải nấu mì cho ba ăn là đã thấy bất hiếu rồi, nếu chỉ luộc mì chay sẽ bị trời đánh đó. Hay à, có đứa con gái gì, kẻ làm cha thì không biết nói gì hơn đó. Vậy ăn đi. Quay, bỏ xuống, người ta đang cảm động mà. Anh đi ăn cắp đồ ăn của người ta. Anh làm bao nhiêu chuyện với bà, ăn chay là vừa rồi. Để tôi. Hai người từ từ nha, con phải trở về phòng kế bên để coi mạch. Ăn xong để đó đừng có rửa nha, để con trở qua sẽ rửa. Con không ăn hả? À, thiệt tình, có một đứa con gái hiếu thảo vậy, tôi thiệt không biết xử sao đó. Tôi thiệt thấy lạ đó, tôi lặp lại nha. Anh làm bao nhiêu chuyện với bà, sao lại tốt xấu vậy hả? Tôi cho anh biết nha, có quyền lợi thì phải có nghĩa. Tôi đã làm tròn nghĩa vụ người cha. Chừng nào? Sao không thấy? Nè, nè, ở Hồng Kông bây giờ quan trọng nhất là cái gì? Gì? Coi chừng đứa con gái, để ý sự an toàn của nó, đừng để cho đám đàn ông sắp tới. Vậy nghĩa là chuyện mà anh nói anh đuổi thằng Luân và thằng Dĩ hôm qua đó hả? Dĩ nhiên, mấy thằng đó định phá con gái của tao mà. Lấy thao nước sôi gương đã. Ừ, có điều là trên thế gian này có thiếu gì cho được, chỗ nào cũng có hết. Anh đuổi được cái đám người trong công ty, còn cái đám người vòng ngoài làm sao đây? Không phải đâu, cái đám dân trong công ty thấy được địa được lợi mà, cho nên mới sắp tới thôi. Ở Hồng Kông này đó hả, đàn ông không có đáng tin cậy đâu. À, nhưng mà cũng chưa đến nỗi khắp phố đều là sói lang, đều là dê chúa vậy hả? Quay 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 cô à, cảm ơn 48.8. À, ê, xin lỗi tài xế, tôi chưa có tờ giấy bạc 1.000, ông có tiền thối không? Cô có 8.8 không? 8.8 8.8 thì tôi có. Vậy tôi lấy cô 8.8 thôi, vậy được rồi. Thiệt hả? Dạ cảm ơn nhiều. Wow, cô Ngân. Lần sau tôi đi sẽ trả. Vậy thì nhớ nha, lần sau phải đi xe của tôi đó. Được, bye bye. Ngân. Ý, bảo đẹp, sao ngồi vậy, ra phố hả? Phải, đã hẹn rồi, do đi uống trà, đi chung nha. À vậy được, con phải về nhà lấy chút đồ đã. Bà đi trước đi. Vậy mau lên. Ừ. Mười tám đồng tám. Đại ca, tôi không có tiền lẻ, có thể nào lấy 18 đồng có được không? Cái gì, thiếu 8 cát? Bộ muốn đi xe chùa sao cha nội? Tôi không có tiền lẻ thiệt mà, chỉ thiếu anh có 8 cát thôi. Nè, 8 cát bạc không phải là tiền sao? Vừa rồi anh lấy người ta 8 đồng 8, không lấy 40, tôi chỉ thiếu mấy cát bạc thôi mà. Khỏi cần phải nói nữa, người ta là người đẹp mà, anh chỉ là đàn ông thôi, còn xấu tướng như vậy nữa, khỏi cần phải nói, trả tiền. Cái gì, tướng tôi? Bớt 1 xu cũng không được. Thử hỏi có lộn không đây? Ba thằng ở công ty làm nghề nghệ thuật mà, cho nên hơi dâm đảng một chút. Còn tài xế taxi nha, làm nghề nghiệp đàng hoàng, vậy mà cũng dâm đảng. Bực bội vậy uống miếng trà cho bớt giận đi. Hết nước rồi, nè làm ơn chấm nước. Được, chờ chút nha. Không thèm ngó đã bỏ đi, thiệt tình. Chuyện gì đây? Vừa rồi nói tới đâu? Hả? Nếu như mà thích con gái như vậy thì về Trung Quốc cưới vợ đi. Không phải cưới được dễ dàng vậy đâu. Đàn ông Hồng Kông không phải ai nấy cũng đều vậy mà, thì khiến mình mang tiếng đó. Đâu phải ai nấy đều tệ. Vậy không lẽ lỗi thuộc về tôi? Cũng không phải lỗi của anh. Giám đốc, cảm phiền chế nước. Đã kêu chờ chút mà. Vừa rồi anh nói là lỗi thuộc về tôi hả? Mặt mới tới cô Ngân đó. Anh cũng biết, ưu điểm của cô Ngân thì là hội đủ hết, có phải không? Có truyền thống nè, biết nấu ăn, biết giặt giũ, biết giặt áo nữa, vậy là được rồi. Còn nữa nha, những cái của loại thế kỷ 21, biết kiếm tiền nè, lại có tài, hình dáng ngoài đẹp thì là tuyệt vời đó. Đúng vậy, con Ngân chỉ cần tu sửa chút thôi thì khác hẳn mà. Không cần sửa đổi đâu, vậy đã khá lắm rồi. Loại thuộc nữ này cho được khoái lắm. Quân tử mới háo cầu thôi. Thế kỷ này quân tử và chó đực giống nhau mà.
Xin lỗi ba, anh Trần Do, xin lỗi tới trễ. Không sao. Ăn tiệm sớm nha. À dạ được. Không cần rót, đã kêu nhiều lần lắm rồi nhưng mà không chịu chấm nước. Nước sôi trà thơm vừa miệng rồi người đẹp à. Cảm ơn nhiều. Không có gì, phục vụ người khách là nghĩa vụ của chúng tôi. Người khách có yêu cầu thì chúng tôi thỏa mãn ngay. Thái độ phục vụ các người không phải là chờ một chút sao? Cái gì chờ chút? À, anh nói là chờ điểm tâm giá đặc biệt. Đáng lẽ bây giờ chưa có đâu. À, nhưng mà có người đẹp là tôi đi lấy ngay. Dạ được, cảm ơn. Giám đốc ở đây thiệt là tốt quá mà. Giờ rồi nói tới chuyện gì? Hey, nói ra con cũng không tin đâu, bỏ đi. À, con đi toilet, đoạn tới thì bàn trước đi nha. À. Nè 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 anh em, bây giờ tin chưa? Có yêu điệu thuộc nữ thì có chó được háo cầu mà. Không phải là không tin, chỉ là đông người như vậy. Được rồi, tôi thử lần nữa cho anh coi. Ờ, chó đực à, ờ, có phải anh Bồi, cho dễ tương ớt đi. Được mà. Chờ chút nha. Thì là thế thái nhân tình đó. Người kia như vậy, người này cũng vậy. Không lẽ đúng là yếu điệu thuộc nữ, chó đực háo cậu. Mua đi, mua đi. Mua gì? Hôm nay đâu cãi thì là tươi đẹp đó. Đẹp cách mấy cũng không đẹp bằng cô đâu. Anh khéo ăn nói như vậy, tôi không muốn mua cũng không được. À, cải trắng thì tươi quá à. Wow, cũng là chó đực. Mua cải trắng đi. À, không được, tôi bị ho, cải trắng mát lắm, không có được đâu. À, phải. Wow, cải cà ná ngon hơn đó. Đúng rồi thì mua đi. Không được, trong nhà còn, để toàn hết đã. À, cho tôi 5 cắt bạc hành đi, tôi đem về chân cá. 50 sen hạnh. Ừ. Tới phá đám mà, không mua nhất định sẽ bị đầy. Nè, hành đó. Wow, tôi mua hành thôi, sao có nhiều cải trắng với lại cải cà ná vậy? Cải trắng này đem về phơi khô đó, thành cải khô thì ăn không bao giờ nát hết. Còn cải cà ná này để mấy ngày ăn cũng không sao hết. Con mua hành mà, khách quen dĩ nhiên phải tặng cải chứ. Tốt thì cảm ơn nha, 5 cắt bạc nè. Cảm ơn nha. Được. Thiệt tức quá, vậy cũng được sao? Mình phải thử mới được. Quay, anh bạn. Mua gì? Wow, hôm nay rau cải tươi thiệt đó. Rau cải dĩ nhiên phải tươi, không tươi làm sao đem ra bán được. Dư thừa, muốn mua gì? Anh nói vậy đương nhiên phải mua mà. Cải trắng tươi thiệt đó. Cải trắng ngon đó, mua đi. Thôi đừng, tôi bị ho mà. Cải trắng ăn mát hả? Vậy thì đúng rồi, mua gì ăn đi. Lấy độc kỳ độc mà. Như vậy thì được rồi. Hả? Còn mua gì nữa không? Nè, cải cà ná đi, ngon lắm đó. Thôi khỏi, cho 2 cộng hành đi. Về chân cá được rồi, mua nhiều cải vậy. Mua cải thì cho cải, mua hành thì cho hành. Mua cải sao cho hành được, 2 đồng. Tính rẻ cho anh rồi đó. 2 đồng, cô hồi nãy có 5 cắt mà. Cô gì rồi thì khác, cái cô gì rồi. Được, người đẹp mà, được rửa mà. Tướng xấu mà, tôi đã hiểu. Không cần nói chuyện. Càng nghĩ càng không ổn. Con Ngân càng lúc càng bị nguy hiểm. Không được, phải báo với con nhỏ này mới được. Tinh tông. Ngân. Bà bố đẹp. Có chuyện quan trọng nói với con. Ừ. Wow, sao ngồi đầy người vậy? Có lẽ dạo này vi khuẩn cảm cúm mạnh đó thôi. Con không nói nữa, con phải đi làm việc. Được. Sát khí lớn quá ha. Toàn là đàn ông, người nào người nấy, cặp mắt sáng quắc, gân cổ nổi hiện. Hồi sáng anh đã tới rồi, sao lại tới nữa vậy? Tới nhiều gần gũi nhiều, gần gũi nhiều thấu hiểu nhau nhiều thôi. Thấu hiểu hay là cua đi? Hèn chi đông đảo vậy ha. Toàn là cái bọn giả bệnh tới để gần gũi con Ngân. Anh phải nhớ, đừng có ăn đồ lạnh nhiều, tuần sau phải tới tái khám. Xin chào. Người kế tiếp lại. Tôi. Wow, cái đám dê chúa này vô hết một lượt, con Ngân làm sao mà chống chọi đây. Quê, bác hai, bác vô trước. À, cái bác này chờ lâu rồi, cảm thấy khó chịu đó. À, bác hai đừng có chờ lâu, nhớ báo trước nha. Được, các cậu trẻ từ chờ đi nha. Từ trước. Thông thẳng đi đó. Bác hai thì không lực lưỡng, con Ngân cũng dễ chống chọi. Bác hai, bác thấy chỗ nào không khỏe? Y sĩ à, tôi cảm thấy chóng mặt quá đi. Chóng mặt một hồi thì cái tay lại rung. Sau lúc rung thì cảm thấy đau tim mà. Mình mới cảm thấy không có được khỏe. Nhưng mà tôi không biết tại sao nữa. Sau khi mà gặp được cô thì tôi cảm thấy mình mấy khỏe re. Cái thằng già mắc dịch này, đáng tuổi ông nội mình mà, lại tới phá con gái của mình. Cái con chó đực già này. Ngân à,
đã tới lúc ba phải dạy lý lẽ làm người cho con đó. Hả? Là phải nói lý lẽ? Phải. Một người con gái sau khi trưởng thành, sau khi dậy thì sẽ có nhiều người đàn ông bu quanh mình. Rất có nhiều đàn ông bu quanh mình, cho nên về phần đàn ông thì... Đàn ông thì sao? Nói thí dụ nha, chẳng hạn như cái dĩa này đã chưng cá mặn, vậy có phân biệt gì với lại cái dĩa khác hay không? Thì cái dĩa hơi mặn. Không sai, thiệt thông minh. Cái dĩa đã mặn vậy đó, con hiểu chưa? Không hiểu. Chưng cá mặn là có liên hệ gì với đàn ông chứ? Cái dĩa đã mặn rồi, để ba làm thêm thí dụ nha. Chẳng hạn như con đeo khăn choàng này dùng để giặt đồ, rửa đồ dơ, tại sao phải đeo vậy hả? Đừng để đồ dơ dính lên áo của mình. Nói đúng lắm, giỏi thiệt. Nếu mà đồ dơ bẩn đừng để dính vào người, phải cách xa nó, con hiểu hả? Cũng không hiểu. Rửa chén là có quan hệ gì tới đàn ông? Thì đàn ông, cái dĩa mặn, đồ dơ bẩn đừng để cho dính áo, phải cách xa mình, con đã hiểu chứ hả? Không hiểu mà nói gì. Nói thí dụ làm gì? Anh cũng biết tên cô Ngân rồi, cũng đần độn lắm mà. Cô làm sao mà nghe hiểu được? Cũng chính vì con Ngân đần độn vậy tôi mới không thể nói minh bạch. Vậy nghĩ là sao? Cái bọn đàn ông nham nhở, hạ tiện, vô liêm sỉ, chúng ta đã biết rồi. Vậy nghĩ là sao? Vậy có nghĩa là tôi không thể nói cho nó biết, để nó bị ám ảnh bộ mặt xấu xa của đàn ông, rồi từ đó tự phong bế mình, không tiếp xúc với đàn ông, lẻ loi cho tới già. Thử hỏi người cha này nỡ lòng nào chứ? Vậy nghĩ là sao? Ngày mai xin nghỉ nửa ngày cho tôi, tôi làm việc. Vì an toàn của đứa con gái, kẻ làm cha này cực khổ một chút cũng đành chịu thôi. Ok, phải theo dõi. Nếu mà không phải chính mắt nhìn thấy thì không tin đó. Giống như đồ chùa vậy, ai nấy cũng đều có thể sờ mó. Cũng như là vừa rồi bác hai đang chơi thái cực cũng có thể sờ lưng nó. Cái con nhỏ này thì không biết cảnh giác chút nào hết mà. Thử hỏi kẻ làm cha này không canh chừng sao được? Thế mà có chó được sáp tới là mình phải hét lên. Ê, quê, sờ ý một chút cũng không được. Không quen không biết cũng lợi dụng. Đủ rồi nha, buông tay, buông tay. Ê, hay da, thì ra đỡ người mù qua đường. Xém chút nữa mình trách lầm người ta rồi. Hay da, con gái của mình thiệt tốt quá ha. Thì ra là chó đực giả bị mù. Thì là mệt chết tôi rồi. Chuyện gì đi cuốc đất hả? Đâu những vậy, cả khu Cửu Long tôi đã đi hết rồi, đến nỗi xém giọt bẻ đó. Anh thì theo dõi con Ngân suốt cả buổi. Cậu đã lớn rồi mà sợ cậu bị người ta bắt cóc hay sao? Đâu những là dê chúa, hiệp sĩ mù cũng ra luôn. Bây giờ con Ngân đã biết chăm cứu người mù hả? Con Ngân thì mù, còn cái thằng đó thì giả mù. Vậy mà con Ngân cũng không hay biết, còn cho nó vịn vai để dìu qua đường nữa. Tôi thì không biết nói sao. Tóm lại ngày hôm nay giống như là ngày quốc tế lợi dụng, ai cũng có thể lợi dụng. Vậy có người nào giả cầm giả điếc hay là giả lên đồng hay không vậy? Tức cười hả? Tâm trạng của tôi nặng nề thế nào anh hiểu sao? Hiểu. Cũng may là hôm nay con Ngân về công ty, chỗ này được an toàn chút. Anh thật là điên mà. Có coi tiểu thuyết kiếm hiệp không? Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, chỗ an toàn nhất là chỗ nguy hiểm nhất, đâu có biết hay không vậy? Nè Ngân à, trưa nay tôi có đặt bàn ở một quán ăn Tây rồi, nổi tiếng nhất đó. Định là cùng với cô ăn bữa cơm trưa thiệt lãng mạn. Lãng mạn cái gì chứ, cơm Tây không có ngon đâu à. Đồ Nhật Bổn đi nha. Ê, tránh ra đi. Cô Ngân thích ăn đồ ta mà. Để tôi đưa củ đèn gì cá ha. Hiểu không? Gì cá gì? Nói cá gì? Ăn chưa thôi, đóng cà phê quay như vậy. Nè Ngân à, đi tôi đi nha. Quay. Tôi và con gái tôi cả buổi sáng không gặp rồi, cho nên phải xuống nhà ăn để trò chuyện. Đi. Quay. Vậy chúng tôi sao? Thì ra ở trên thế gian này chó đực có đầy khắp nơi. Muốn bảo vệ con Ngân thì phải ra luôn FBI. Tại sao giám đốc lấy miếng bánh mì nướng qua đây? Rõ ràng muốn lợi dụng phải không? Bác hai đó bị đau đến nỗi xỉn niễn, có phải muốn sờ mó tay con Ngân không? Cái chú đó sắp bị xe cán chết rồi, đỡ ổng đi. Có phải là muốn vịn vai con Ngân không? Tôi thiệt mệt rồi. Ôi, đừng có ngừng mà, tức cười lắm, tiếp tục đi. Mau lên đi đừng có ngừng. Mày tưởng tao nói chơi hả? Mày muốn giỡn trò hay sao? Hả? Nói thiệt chứ, tôi ít khi khen anh tức cưỡng vậy. Anh còn nói mát hả? Tôi cho anh biết anh đừng có hòng đứng ngoài cuộc.
Mấy chuyện mà tôi nghe được cũng nhiều lắm. Cô Ngân là con gái của anh thôi mà, mắc mới gì tôi? Mày không có phần hả? Mày là chú người ta đó, ngày nào cũng nấu cơm cho mày ăn gấp đôi. Chú cái gì chứ, muốn giúp đỡ cũng phải có cách mà. Làm sao mà giúp đây? Ta mặc kệ, tóm lại ngày mai tao chống hết nổi, mày phải giúp tao. Đồ điên, tôi mặc kệ anh. Làm phiền nha anh Tròn Do. Kêu lại đi. Anh Lộc. Ngoan. Quê, mau lên, mau. Tôi đi thiệt hả? Phải, bất luận dùng cách nào, đừng để cho đám chó đực tới gần bên cạnh con Ngân. Mau lên. Công ty, tôi xin cho anh nghỉ. Vì công ty, tôi làm hết cho anh. Đi. Anh Tròn Do. Ngoan. Cũng may trên thế gian này còn có bạn ngu ngốc. Đã 7 giờ tối vậy mà còn chưa về tới. Thử hỏi đi đâu chứ hả? Còn nói là anh em nữa, không có lòng trách nhiệm nào hết. Không nghĩ tới kẻ làm cha lo lắng cho đứa con gái cỡ nào. Lỡ xảy ra chuyện phải làm sao đây hả? Có khi nào có chuyện thiệt không? Có khi nào bị mất bóp, không thể trở về? Ê Ngân, con đã về tới hả? Hôm nay con đi đâu hả? Thì cũng như mọi khi, sáng sớm dậy người ta đánh thái cực rồi uống trà, rồi thì chăm cứu những người bệnh, rồi thì đi chợ. Vậy có chuyện gì đặc biệt xảy ra hay không? Có đó. Có. Hôm nay thiệt là lạ, cái bác hai đánh thái cực đột nhiên nói là phải thôi học. Rồi giám đốc ở trà lầu thái độ thiệt là kém lắm. Rồi thì người bệnh tới chăm cứu hôm nay đã giảm đi phần nữa. Ý. Còn nữa đi chợ không có được lợi gì hết. Vậy hả? Vậy thì thiệt là bình thường lắm thôi. Từ nay cứ giữ đà vậy được rồi. Bình thường cái gì? Còn thấy chuyện có bí ẩn đó. Tròn Do, thiệt giỏi đó, đuổi đi hết đám chó đực. Có mệt không hả? Chút đỉnh thôi, nắng bóp vậy cái đi. Thiệt vất vả cho anh, hay là phải dùng tuyệt kỹ đó. Cực khổ lắm hả? Thật ra cũng không có cực khổ lắm, mà còn chơi vui nữa. Hả? Ây da, nguy rồi. Sao hả Ngân? Còn quên mua cải trắng, không biết đã đóng cửa chưa? Có cần đi theo không vậy? Đương nhiên, cái thằng bán cải đó hạ tiện lắm. Đi mau lên đi, mau lên. Kiên tiến đi. Anh Tròn Do. Nói rõ chút. Anh Tròn Do. Ngoan. Lạ thiệt, hôm nay làm bao nhiêu việc vậy mà Tròn Do không thấy mệt chút nào. Ây da, nghe bán sớm như vậy hả? Ông chủ tôi muốn mua một cân cải trắng. Người đẹp, mua cải trắng hả? Tôi khui một rổ mới cho cô chọn. Hay quá, cảm ơn. Nhưng mà như vậy cô phải nói một câu cảm ơn anh đẹp trai. Cảm ơn anh đẹp trai. Sao hả Ngân, mua được cải trắng không? Rau này mua cho anh hả? Đương nhiên là tôi rồi. Cổ ăn sẽ bị dị ứng mà, sẽ bị nổi sải đó. Đều là do tôi ăn hết, nhanh đi làm ơn. Ây da, nhe răng cười vậy làm sao đủ đi bọn chó được chứ hả? Đừng khách sáo, tôi đã nghỉ bán rồi, không bán nữa. Ủa, sao thay đổi mau quá vậy? Tại lạ thiệt ha, tại sao cái thằng Tròn Do có thể đủ đi cái bọn chó được dễ dàng vậy? Thì ra anh không thấy cực khổ chút nào hết. Thì ra anh đâu có làm gì. Phải. Anh không có đi hù người ta, và cũng không bắt nạt người ta, và càng không đánh người ta. Tưởng tôi là Lý Tiểu Long hả? Lấy cái gì hù người ta? Vậy làm sao anh đủ đi được cái bọn chó đực chứ hả? Quê, thì chính vì tôi đứng bên cạnh cô Ngân. Thường anh đi theo cô Ngân lén lút lấp ló như vậy, mấy con chó đực nó đâu có sợ đâu chứ. Anh coi, tôi thì mập mạp lớn con, bụng thì đầy mỡ, đứng bên cạnh cô Ngân. Bọn chó đực thấy bên cạnh cô Ngân có con chó đương nhiên là tan hàng. Hả? Ây da, phải ha, sao tôi nghĩ không ra vậy? Nếu có bạn trai bên cạnh cô Ngân thì đám đàn ông khác đâu có dám lợi dụng. Phải. Ha, thiệt vất vả cho anh đó Tròn Do. Wow, bạn bè với nhau mà sao ăn nói kỳ vậy? Đừng khách sáo chứ. Ây da, tôi buồn ngủ rồi, tôi đi ngủ trước nha. Còn anh nữa, cũng đi ngủ sớm đi. Đi ngủ sớm đi, ngủ ngon nha. Thiệt tình, đâu có thể nào mình ngu ngốc vậy nghĩ không ra. Người trong cuộc mà không biết, lại phải đi nhờ cái thằng Tròn Do coi chừng giùm cho mình. Ê, không đâu, như là có chuyện không ổn đó. Ê, thôi bỏ đi. Miễn là mình mong sao cho đám chó đực đừng có ở bên cạnh con Ngân, vậy là ok rồi. Ok. Cứ hàng năm tới mùa giao phối của hải sư thì cả đám hải sư đực sẽ bu quanh hải sư cái để mà theo đuổi. Người cũng giống như động vật thôi. Cái tình cảnh này duy trì thiệt lâu lắm. Đợi tới khi có một con hải sư đực mập mạp dạng dở xuất hiện bên cạnh con hải sư cái thì những con hải sư đực khác sẽ tan đi. Đúng mà.
Con hải sư được mập mạp duy nhất còn lại bên cạnh con hải sư cái sẽ trở thành người bạn trung thân của nó, kết làm vợ chồng và sẽ sống với nhau vui vẻ hạnh phúc. Như vậy tròn do là một con chó đực mập mạp. Bảo là anh tới rồi hả? Sao hồi sáng thức dậy không gọi tôi? Nếu tôi đi trễ sẽ bị chị Mông rầy đó. Anh thiệt điên. Biểu tôi đánh thức anh. Cái đồng hồ reo của anh đâu, hư rồi hả? Cùng lắm thì kiếm lại cái đồng hồ reo. Sáng nay tôi dậy trễ không kịp mua đồ ăn sáng. Anh ăn không hết hay là đãi tôi phân nửa nha? Tại sao phải đãi anh? Anh ăn không hết mà. Tôi ăn không hết là một chuyện, tại sao phải đãi anh chứ? Vĩnh Tâm à? Hả? Tôi ăn không hết, còn nửa cái chị đem về cho con chó của chị ăn đi. Hả? Anh làm gì đây? Thà đem cho chó ăn cũng không cho tôi ăn. Phải đó, con chó của tôi đã có lương khô rồi. Hay là anh đưa cho anh Tròn Do ăn đi. Nếu như mà chị không lấy thì tôi giục bỏ thôi. Ê, vậy thì đừng, đừng lãng phí mà. Đưa đi, đưa đi. Còn nữa, anh có sách thơ đó. Cảm ơn. Cái này của anh. Anh Tròn Do, cái này của anh. Sorry. Tròn Do, sao đây? Anh làm dơ hết bàn của tôi, xử sao đây? Anh không gì chứ. Chị Tâm chỉ làm đổ mà. Phải đó, bảo đẹp à, tôi làm đổ mà. Không mắc mới chị. Anh có thơ mà. Chị Tâm phải phát thơ đó. Tại sao phải phát thơ? Anh biết tay của anh cũng ngủng, đừng có đưa ra. Cũng tại anh thôi mới làm đổ ly cà phê, giờ hết đồ của tôi, tính sao đây? Bảo à, anh có cần đi khám bác sĩ không? Bữa nay không được bình thường đó. Tôi mà không được bình thường hả? Nếu mà tôi không được bình thường làm sao nói chuyện với anh? Cho anh biết, từ nay đừng có đụng tới đồ tôi. Chuyện gì đây? Phải, tôi đang ra cửa mà. Nhớ đó nha, đừng có dọn một mình đó. Phải, ngân ngà ngoan nha. Vậy đi hả, bye bye. Làm ơn tránh dùng. Không tránh. Tôi phải đi gấp đó. Có hẹn với con Ngân hả? Đúng vậy, cô đã mua món đồ lớn lắm. Tôi phải đi khiên phụ. Không cần đi. Tại sao không cần đi? Tôi định nói với anh là từ nay anh không cần đi với con Ngân nữa. Từ nay? Đâu phải. Anh nói con Ngân ở ngoài phố một mình nguy hiểm lắm. Biểu tôi đi theo cổ. Tôi biết. Tôi chỉ muốn nói với anh, từ nay đừng có đi nữa. Nhưng mà trước đó anh nói là anh thì lực cực khổ, anh đi theo mệt muốn chết mà. Không cần anh đi. Không cần anh đi. Không cần anh đi. Không cần. Không cần. Được rồi. 99.991. 99.992. 99.997. Sao kỳ quá vậy? Đếm gần 100.000 rồi mà còn chưa ngủ nữa. Trong lòng không được yên như là chưa làm xong việc gì vậy. Ê, mình đánh răng rồi, lấy khăn lông của thằng Bảo lau mình sạch sẽ rồi, đâu có bỏ sót điều gì chứ. Sao vẫn như cô đơn lẻ loi quá vậy? Ồ, mình biết đã bỏ sót cái gì rồi. Thiệt là hết hồn. Cả đêm cứ tràn trọc, thì ra là mình chưa có ăn khuya. Ông chủ, cho ông tôi Hoành Thanh, làm ơn. Cả nước súp cũng uống cạn luôn, đáng lẽ phải thỏa mãn rồi chứ. Sao cứ như là thiếu cái gì vậy? À biết rồi, ông chủ à, cho tôi phở lòng bò. À, cảm ơn. Ông chủ à, làm ơn. Còn ăn hả? Hủ tiếu mì ở đây, mì anh kêu đủ hết rồi. Phải hả? Tất cả các loại mình đã ăn qua hết rồi. Cái thân hình máu thịt này đáng lẽ phải no rồi chứ. Sao mình vẫn cảm thấy cô đơn lẻ loi vậy? Ông chủ, một tô mì Hoành Thánh đem về. Được. Trần Do, sao anh ăn nhiều quá vậy? Không có ăn cơm tối sao? Lúc đầu chỉ định ăn tô Hoành Thánh thôi. Nhưng mà sau đó, khi mà ăn tới mười mấy tô, con người thấy bối rối phân vân, không biết là chuyện gì nữa. Nhưng mà bây giờ đã cảm thấy no rồi. Nhưng mà cái cảm giác cô đơn vẫn còn, cũng giống như là thủy triều dâng lên rồi rút xuống vậy. Dưới sự soi sáng của dần trăng đó. À, miễn là cái cảm giác này đã biến đi hết rồi, không còn nữa. Tôi hiểu rồi, anh đang đặt câu đối với tôi hả? Không biết muốn hỏi cái gì. Nói tóm lại, tư tưởng thì là phức tạp lắm. Ông chủ à, tính tiền đi, tô mì của cổ tôi trả luôn. Cảm ơn nhiều. Đừng khách sáo. Quê, Tròn Do, mày làm gì? Ba. Hả? Quê, mày làm gì? Ăn đồ. Ăn đồ? Ăn xong chưa? Ăn xong. Ăn xong thì về. Đi,
Mập địch không thể thức khuya, thức khuya sẽ bị ốm. Chờ cô Ngân. Lần này không cần chờ. Thằng mập địch này, ta kêu mày đừng theo con Ngân mà, tại sao mày cứ đi theo nó hả? Tôi đâu có đi theo cô Ngân. Mày tưởng tao là con nít 3 tuổi hả? Dưới nhà thiếu gì đồ ăn, lại tình cờ được gặp ở quán mì hả? Anh nói đúng đó, tôi ngủ không vô, định là xuống ăn tô mì, không ngờ lại gặp cô Ngân ở đó, thiệt mà. Anh không mệt hả? Mệt quá. Về nghỉ chút đi, ngồi xuống ngồi xuống. Mày không phải là muốn đi ăn tô mì, mà mày muốn đớp con Ngân. Mày, anh đừng có nói bậy bạ nha. Sao khi không tôi lại muốn đớp con Ngân chứ? Ê, khoan đã. Vừa rồi ăn hết mười mấy tô mì, trong lòng của tôi vẫn cảm thấy bối rối và lẻ loi lắm. Nhưng mà sau khi vừa gặp con Ngân thôi, ấy vừa nhắc tên thôi thì cảm giác nó lại trào lên nữa. Tôi thấy hết lẻ loi, thấy thì là ngọt ngào quá. Mày còn nói hả? Nhắc tới con Ngân là mày nói hết lẻ loi. Mày còn không phải nổi chứng ngựa hay sao? Đừng có nói khó nghe vậy mà. Tôi chỉ là đang trong tình trạng yêu đương thôi. Cái thằng mập địch này, tao biểu mày coi chừng con Ngân, tao coi mày là anh em. Không ngờ, không ngờ mày là một con sói lang phủ lớp da người. Mày giờ, cô Ngân chỉ là con gái nuôi của anh thôi, đâu có phải là bạn gái của anh đâu chứ. Sao mà anh bực bội quá vậy? Thôi, đương nhiên tôi bực bội, bởi vì tôi là ba nó. Tôi thì không muốn nhìn thấy nó còn trẻ mà bị cái đám đàn ông được rửa đi gạt nó. Nè, đừng có dùng chữ gạt khó nghe vậy mà. Nè, tôi có thể thề với cái điện thoại. Nếu anh muốn nghe tôi thề cho anh nghe nha. Tôi thật lòng với cô Ngân. Mày thề thốt giống như ăn cơm thôi, tao không tin mày. Uầy, anh làm gì đây? Anh cũng đi cô gái mà. Cái chuyện nam nữ yêu đương với nhau là chuyện thường thôi. Huống chi mà là anh em với nhau, anh phải hiểu rõ tánh của tôi chứ. Nếu như tôi và cô Ngân có thể nở hoa kết trái, vậy thì chúng ta cần thân thiết hơn. Thằng mập, giáng ra. Cô Ngân mà theo mày hả, thì chẳng khác gì một đóa hoa cắm trên bãi cứt bò. Tao cho mày biết nha, mày mà đụng tới con Ngân thì tao và mày trở thành kẻ thù. Tôi cũng muốn làm anh em với anh đâu. Cha vợ tương lai, tao sẽ giết mày. Anh không thấy chán hả? Quật tôi hoài mà không ngã kìa. Không chán, nhưng mà ngộp thở quá. Hai ly trà sữa. Làm quỷ gì vậy? Từ sáng sớm ra khỏi nhà tới bây giờ, anh cứ ngồi nhìn tôi đăm đăm. Chuyện gì đây? Tôi nghĩ tới hạnh phúc tương lai của cô Ngân. Tôi muốn nhìn rõ anh là một người thế nào thôi. Cùng lắm tối nay mình đi tắm chung. Tôi lột hết quần áo cho anh coi có bao nhiêu mỡ. Chỗ này đông người mà đừng nhìn vậy. Không cần đâu. Nhìn bề ngoài thì làm sao biết được nội tâm chứ hả? Tôi đã suy nghĩ lâu và cũng đã nghĩ suốt rồi. Con người không thể nhìn bề ngoài. Cho nên nhìn anh tuy là mập địch, nhưng mà chưa chắc dễ thương đâu. Anh nói vậy lý gì đây? Nói kỳ vậy? Đó, thử một cái là biết rồi. Hay nổi giận mà. Khả năng khống chế kém vậy, làm sao mà dám giao cô Ngân cho anh? Muốn giao cô Ngân cho tôi? Có thể nói vậy. Về cái chuyện cảm tình nam nữ, kẻ làm cha này không thể cản được. Nhưng mà tôi không muốn cô Ngân phải gỡ thác làm người. Vậy uống trà đi. Chuyện gì? Ba vợ tương lai mà. Ê, đừng kêu bậy bạ nha. Không kêu ba vợ, vậy kêu ba cũng được. Đã nói đừng kêu bừa bãi mà. Tuy rằng tôi chỉ là cha nuôi của con Ngân thôi, nhưng mà tôi có trách nhiệm phải kiếm một người đàn ông thập toàn thập mỹ cho nó. Tôi đã nghĩ qua rồi, trừ phi là anh qua được ba cái thử thách của tôi thì tôi nhất định giao con Ngân cho anh. Yên chí đi, cứ việc thử thách. Vì muốn được con Ngân, lên núi đào hay là xuống chảo dầu, chết tôi cũng chịu. Nè, nói tóm lại, mục đích thử thách lần này quyết không được nói với ai. Còn nữa, không thể nhờ ai giúp. Đương nhiên rồi, tôi nhất định sẽ lấy ngạo khi tỏ ưu điểm để mà lấy lòng cô Ngân. Được gì thì tốt. Nè, các anh chị, hãy chú ý coi nha. Hả, coi gì? Anh Tròn Do vì muốn chứng minh ảnh là một người đàn ông văn võ song toàn. Hy vọng các vị chứng kiến cho ảnh. Anh đã biết nhiều chữ lắm. Chữ gì đây? Sao khó quá vậy? Phải. Cho một chữ dễ chút đi. Đừng có đại cái tự ái của Tròn Do. Chữ này dễ nhất rồi, đọc sau đây. Cái này. À, sao đây? Không hiểu hả? Nếu như mà không biết chữ thì đừng cua gái mà. Hay là gì? Cho anh mượn từ điển ra nha. Được. Vậy là anh chịu thua. Thua cái gì? Tôi muốn tra từ điển coi anh có viết sai chữ hay không. Thiệt tình. Tôi đã viết chữ cho anh đọc, không lẽ tôi lại viết sai sao? Đâu phải, tôi nhận ra được cái chữ này cũng cỡ đó mà. Nhưng mà chữ bên dưới này thì là hơi khác đó. Chỗ này chữ Dương thật ra là chữ Ngọc. Nếu như thêm chấm nữa thì đọc là chữ Dân. Ngụ ý của nó muốn nói là những vết nước ở trên những món đồ đó. Wow. Hay hay. Quê,
Tôi hỏi anh chữ này đọc thế nào, chứ không phải là kêu anh bịa chuyện của anh. Hả? Anh Tròn Do không có nói sai. Bảo Đẹp đã sai chính tả. Anh đã thiếu một chấm ở đây. Chữ mà Tròn Do đọc mới là đúng. Thường ngày chị Kiều nói chuyện thì tôi phải tin. Chỉ nhưng mà cái tên này làm gì có học thức chứ. Thật ra cái chữ này tôi không biết mà. Làm sao nó biết cấu kết nhau gạt tôi hả? Cần gì phải gạt chứ. Tên của ông cố tôi mà. Mỗi năm vào ngày lễ Thanh Minh tôi điền sơn lại cái chữ này cho mộ bia của ổng. Wow, Tròn Do thiệt là lợi hại đó nha. Thì ra trong bụng của anh ngoài lớp mở ra còn có văn tự. Trời ơi, Bảo Đẹp à. Thường ngày cậu ráng đọc sách nhiều một chút đi. Còn nếu không biết thì ráng tra từ điển. Đúng rồi, tra từ điển đi, tra từ điển đi. Đọc được mấy chữ thôi thì nói là văn võ song toàn hả? Bây giờ tôi thử võ đó, quay mặt đi. Chuyện gì chứ? Quay mặt đi, tôi không phá anh đâu. Đừng có phá nha. Quay mặt. Đừng phá, đừng phá. Quay mặt, quay mặt. Nè, bây giờ tôi dán miếng giấy sau lưng của anh. Nếu như anh có thể dùng tay gỡ xuống được thì là văn võ song toàn. Có được không, có được không? Có gì khó khăn chứ, nè, coi nè, nè. Đó, thấy chưa? Wow, quê chuyện dễ dàng như vậy cũng kêu tôi làm á, chuyện nhỏ tôi mà đến đây là gì đây? Đây, bên này phải không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây, còn thiếu cả nước kìa. Vậy hả? Đó là đi, đó là đi. Đó, bên đây nè, bên đây nè. Đúng rồi, bên đây. Còn có lấy được hay không hả? Lấy không được kìa, vậy mà cũng làm. Bảo Đẹp dĩ nhiên cậu dễ dàng, lực của cậu mỏng tành không có lớp thịt cản lại mà. Có lớp thịt cản lại hả? Quên, vậy có nghĩa là có lớp mỡ dư thừa đó. Quên, mập địch, vậy thì anh đừng cua gái nữa. Và cũng đừng ra phố để ảnh hưởng thành phố nha. Ê, đừng có nói Tròn Do vậy mà. Phải đó, đừng có miễn cưỡng nha, coi chừng bị trẹo tay đó. Tôi nhất định được mà. Ý, đang chơi cái gì mà vui vậy? Ngân. Ngân. Hả, cô Ngân? Nhất định được. Sao đổ mồ hôi lạnh vậy? Phải, tôi nghĩ không gì đâu, chỉ là bị trật khớp một chút. Phải đó, Ngân à, kéo mạnh chút đi, kéo xuống tay là hết chuyện. Cô Ngân thiệt lợi hại, lợi hại thiệt, hết chuyện rồi. Dĩ nhiên, tôi giỏi nhất là trị các chứng khớp xương mà. Anh có thoải mái không? Thoải mái quá. Không cần nắng nữa, nó đâu có bị gì. Trật khớp thôi, kéo thêm sẽ hết. Bà mới đẹp à, còn chưa có rầy bà. Ảnh mập như vậy mà bà chơi kiểu này với ảnh thiệt nguy hiểm lắm. Thì con nói là nó mập mà, diễn cớ này giảm cân cho nó cũng tốt. Tròn Do, anh muốn giảm cân hả? Hả, giảm cân, đúng hả? Tôi nghĩ nếu tôi giảm cân một chút, mặc đồ chắc là đẹp hơn nhiều. Tôi có thể giảm nửa cân mà. Giảm cân dùng để rèn luyện ý chí. Nếu như anh muốn giảm cân, tôi ủng hộ anh. Ấy à, cô làm sao để ủng hộ tôi? Theo tôi thì tốt nhất mỗi bữa cơm mình ăn cơm chung với nhau. Cô nhắc nhở tôi không được ăn nhiều, đêm nào cũng ngủ chung với tôi, nhắc tôi đừng có ngủ nhiều quá. Quên, mập địch, đừng có hồng nha. Bắt con gái tôi làm con sen cho anh hả? Tôi không đốc thúc anh khắc khe như vậy đâu. Còn một cách khác, hay là vậy đi, mỗi ngày qua bên tôi 3 lần để tôi chăm cứu cho anh, nắn bóp huyệt cho anh. Anh khỏi phải giảm ăn, khỏi phải dùng thuốc để giảm cân, vậy được thoải mái vui vẻ lại tiện lợi. Tốt quá, tốt quá. Wow, sáng trưa chiều gặp 3 lần, vậy đâu có được chứ. Cái thằng mập địch này, như vậy là nó qua được 2 ải. Nếu mà tiếp tục vậy đó hả, là coi như tặng không con Ngân cho nó, quyết không để cho nó được thành công. Anh thủ thỉ thì thầm nói cái gì đây? Quên, anh đứng đây hồi nào? Đã mấy tiếng rồi, anh về tới không thấy tôi thôi. Anh nói cái gì không thành công vậy? Không gì. Anh không nói tôi cũng biết là không thành mà. Anh thì lại biết tự đọ sức mình chứ hả? Đương nhiên tôi biết tự đọ sức mình. Vậy là anh tự bỏ cuộc được rồi hả? Sau khi tan sở tôi đã về đây suy nghĩ. Tôi đã suy nghĩ đi nghĩ lại rồi, mấy tiếng đồng hồ mà không nghĩ ra. Vậy thì đừng nghĩ nữa. Anh không nghĩ nhiều thì khỏi phiền. Tôi cũng không bị phiền, vậy thì vui cả làng. Ê, nhắc tới vui vẻ thì thiệt là hết cách rồi. Ê, vui vẻ, vui vẻ. Quê, anh làm gì? Muốn hiếp tôi hả? Thì phải rồi, nếu cô Ngân không được vui vẻ làm sao mà tôi vui được. Anh nói cái gì? Ê, cô Ngân biết tôi chăm sóc cho anh mà. Mấy ngày rồi anh không có tắm thúi ịnh à. Tôi không cởi quần áo của anh đâu có chịu đi tắm. Cởi ra, cởi ra. Dạ ra. Quá rồi. Dạ ra. Cởi ra. Anh tưởng tôi nói vui vẻ là thứ này đó hả? Vậy thì sao? Không lẽ cởi quần áo của anh là vui vẻ? Đừng có điên. Hay là vậy không vui vẻ hả? Không sao, qua đây. Nè, qua đây. Quay. Ấy giờ. Anh đói bụng hay không? Tôi nấu cơm cho anh ăn. Cô Ngân biểu anh nấu cơm cho tôi ăn. Hay là anh muốn thuốc chết tôi? Sao anh ăn nói kỳ cục vậy? Quay. Nè. Thì dù sao anh cũng là ba của cô Ngân, là cha vợ tương lai của tôi. Tôi chăm sóc cho anh đến khi anh về trời cũng nên mà. Mày đừng nói bậy bạ nha. Trừ phi là mày qua được cái ải cuối cùng của tao, tao mới giao cô Ngân cho mày. Tạm ngưng, tạm ngưng. Vậy ải thứ ba là cái gì nói đi. Đó là tao chưa nghĩ ra,
Nhưng mà sau khi thức dậy thì mày sẽ biết. Vậy tắm rửa trước. Chị nằm lên giường đi. Được, mệt quá đi, làm ơn. Sao đây, thấy sao hả? Ê, cái áo xuống hết lòng gạo của tôi đó. Xin lỗi. Tôi bị đau nhức hết mình mẩy. Cả tuần này ăn không được ngon, ngồi không được yên. Sao lại như vậy, để tôi kiểm tra. Ây dạ, chính là chỗ này. Ý, có lửa trong mình đó. Gì hả? Có phải dạo này ăn nhiều đồ nóng hay không? Đi ăn lẩu 3 ngày, nướng thịt đại hàng 2 ngày. Hèn chi là vậy. Trời này mới nóng mình. Để tôi nắng bóp. Chỗ này thoải mái. Chị Mô mà, có điện thoại kiếm chị. Tôi đang đấm bóp mà, kêu gọi lại sau đi. Nhưng mà nói là gấp gáp đó. Ai mà phiền quá vậy? Không có nói, nhưng mà nghe tiếng thở hì hục như là gấp gáp lắm. Thiệt là phiền. Ngần xin lỗi nha, tôi trở lại kiếm chị ngay. Không thành vấn đề. Ngân à, bận lắm hả? Cũng không phải, chị Môn là khách đầu tiên. Con thì đỡ rồi, còn ba thì bận rộn quá đi. Muốn mua ly cà phê cũng không có được rảnh. Để con đi mua cho ba. Vậy tốt đó, làm phiền con nha, ba ở đây chờ con. Được. Vì hạnh phúc của con tôi, đành xin lỗi một phen. Ê, chuyện gì đây, sao lại cúp vậy? Còn do Lai gọi điện thoại tới vậy? Tôi không biết. Ê, sao nói lại cúp vậy? Tôi càng không biết. Ây trời, anh làm giám chế kiểu nào, sao cái gì cũng không biết? Tôi làm giám chế thôi, mấy cái chuyện điện thoại tôi đâu có đếm xỉa tới. Ây giờ còn cãi lại nữa. Nè các người nghe nha, từ nay có ai gọi tới, nếu không biết là ai, không biết chuyện gì mà cúp dây thì đừng kêu tôi nghe, thiệt lãng phí thời gian của tôi. Ủa chị Môn, có phải bị mất dây không vậy? Ây da, thôi chết, tôi bắt đầu lo lắng cho con Ngân rồi. Con Ngân bị gì? Bây giờ thì không, một lát sẽ có. Sao anh biết lát nữa con Ngân bị? Anh cũng biết nói là chị mua mát dây mà. Khi không khi khổng, không có chuyện gì hết cũng giữa chúng ta một trận thì là khủng khiếp đó. Anh muốn nói cái gì thì nói rõ ràng chút đi. Ý tôi là con Ngân nhập thế chưa thâm, đụng chạm tới chị Môn cũng không hay biết. Nếu như mà chị Môn chỉ nổi chứng lên ra tay đánh nó thì làm sao đây? Vậy con Ngân thiệt nguy hiểm lắm hả? Phải. Cho nên tôi muốn hỏi anh, nếu như mà con Ngân gặp chuyện nguy hiểm thì anh có chịu đứng bên nó để mà cứu nó ra khỏi cảnh lầm than hay không? Do dự phải không? Cái thằng mập địch này, mày còn nói là yêu thích nó, bây giờ nó gặp nguy hiểm, mày bỏ nó một mình để cho nó đương đầu hả? Ôi, tôi do dự là vì tôi nghĩ nếu tôi gặp được nguyên nhân này, tôi dùng quyền chỉ thập hay là hàng long thập bát chưởng đi cứu con Ngân. Được, nghe mày nói vậy, kẻ làm cha này cũng thấy được an ủi. Tôi mà biết ai vô duyên như vậy, tôi sẽ bẻ cái đầu của nó xuống ngay. Cái áo xuống hết lòng gạo của tôi. Cà phê là đã làm dơ hết cái áo của tôi. Ủa, chị Môn xảy ra chuyện gì? Ly gì? Cà phê. Chị đã lấy ly cà phê đổ lên cái áo của tôi. Đền lại cho tôi. Tôi không có mà. Còn không hả chị coi? Chuyện gì? Ai bị hãm hiếp đây? Cô lấy cái ly cà phê đổ lên trên áo của tôi. Tôi thì không có mà. Không phải cô, tôi ra nghe điện thoại chỗ này chỉ có cô với là cái áo này, không phải chị Lai. Tôi ra ngoài rồi tôi trở vô, tôi cầm nó rồi tôi thấy chị, tôi không có. Là chị. Trong lúc căng thẳng ai mà xen vô thì chết người đó đó. Phải, đừng có giỡn. Tròn Do, đã tới lúc anh phải ra tay. Qua cứu con Ngân đi, đây là thử thách cuối cùng của anh đó. Cô thiệt không? Thiệt mà. Anh coi, con Ngân yếu đuối vậy, bị nữ ma đầu ăn hiếp, sớm muộn sẽ bị bỏ mạng thôi. Bộ không phải là anh yêu nó, muốn bảo vệ nó hay sao? Tôi cho chị biết nha, nếu chị không đền lại cho tôi sẽ mét với trưởng đài, kiện cho chị, tám gia bại sản. Chị Mông à, tôi đề nghị hay là như vậy nha, phải điều tra cái chuyện này cho rõ ràng. Tôi nghĩ là con Ngân không có làm đâu, tin tôi đi. Ngâm miệng, chỗ này để cho anh hó hé sao? Tôi đâu phải là muốn hó hé gì, những điều tôi nói thật ra là lý lẽ thôi. Những chuyện tôi nói đều là lý lẽ hết. Ai mà dám hó hé xen vô, tôi sẽ giết thẳng tay. Tôi không có nói gì hết. Còn có gì muốn nói? Tôi, chị Môn à. Mập địch, ráng nha, bảnh chút. Cô Ngân đang ngó anh đó, nó thích anh mà. Lên. Bà là sát, bà thì là quá đáng à. Wow. Chị Môn à, thật ra tôi... Ráng nha, cô Ngân muốn khóc rồi, nó cảm động đó. Lặp lại lần nữa coi. Bà là sát. Ê,
会食得好时，着要着得好，着得唔好，分分钟连份工都会冇。着得太好，你老细又会嫌你人工高。高度赞扬嘅应该系我工作态度。迟到早退，吞扑秘捞，你要报大数。素来有为，一代天骄，还看今朝。我话最好就去 wave party， 欢乐今宵。好想生活快乐。